cái gì mình chia sẻ cho luôn. Hello mọi người. Hello quý vị, em chào quý vị. Ok, Bùi Mạnh Linh nè, vô nhanh quá nè. Lê Duy Bảo Lâm đã xem luôn rồi, chỉ có Bùi Mạnh Linh và Lê Duy Bảo Lâm xem thôi. Hello, hello, hello mọi người, mọi người ơi. Rồi bây giờ em giao lưu văn nghệ rồi này nọ những gì nha. Mọi người khỏe không? Mọi người ơi, mọi người của em ơi. Dạ em chào mọi người. Bây giờ ai ai mọi người ơi, mọi người ơi. Đó, vô chơi dịch cho em. Dạ ngày hôm nay em giới thiệu đồ này nọ. Ai mà đen đúa thì ta nói mà gặp em một cái là da trắng hú hồn những gì nha. Diễm Lê, chào Diễm Lê nè, nhanh tay lẹ chân đi mọi người, mọi người ơi. Đây là việc tắt bên fan em cái này, bay em cái này. Cái gì mình chia sẻ cái đi. Nhi giữ điện thoại luôn. Dạ vậy mày chia sẻ qua đi. Hello quý vị, chào mọi người ơi. À, Diễm Lê và em chào gì giống gì nha. Là bây giờ ngày hôm nay em sẽ giới thiệu một loại tấm trắng được mang tên là mắm chấm trắng ACS skin. ACS skin còn em việc bên em cái nhau gì nha. Chờ em một xíu. Đây địa sĩ ạ. Rồi, ok rồi. Hello, à, Diễm Thúy Cẩm Tú nè. À, Diễm Thúy Cẩm Tú thấy rồi, em thấy mọi người rồi, em thấy mọi người của em rồi. Ok, Diễm Thúy Cẩm Tú, rồi bây giờ ngày hôm nay anh chị em nào đen quá thì nhanh tay lẹ chân hãy đến với em trong tại livestream này nha quý vị nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, lâu quá mới gặp anh Ngọc Hiếu, cảm ơn Ngọc Hiếu rất nhiều. Trần Tú, chào Trần Tú, Trần Tú ơi, lát anh quay cho em anh lại em nha Tú nha. Ok, Bùi Linh nhớ anh quá, Ngọc Hiếu chào em. Thì quý vị ơi, thà Lâm Trúc đã chia sẻ, bây giờ mọi người chia sẻ bay của em dùm cho em nha mọi người nha. Thu Hà đồ nè, Thu Hà khỏe không, Thu Hà ơi. À, Lâm Trúc đồ, à, Ngọc Hiếu đồ, Bùi Minh Linh đồ, anh Lâm Đồng Nai đồ, Vân Hoàng đồ nè, Mai Mai Phương Mai đồ nè, mê lắm hả? À, ok Văn Đào cảm ơn, thấy rồi em thấy mọi người rồi. Mọi người ơi thì bây giờ mọi người thương em sẽ lấy chim cho em những gì nha. Thì ngày hôm nay bán tấm chân bằng tên cực kinh. À, Khang Nguyễn anh khỏe không? Cẩm Tú chào em. Anh còn đổi tóc giả nữa không hả? Anh đang đổi tóc giả đây em nha, nhưng mà tóc giả của anh rất là giống thật nha em nha, dù nhiều khi những loại tóc giả mà giống thật, nhưng mà nhiều khi tóc thật mà giống giả, có nghĩa là trong cuộc sống này là thật thật giả 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 thật thật giả thật 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 giả giả giả. À, anh Lâm mày trắng quá hả? Dạ rồi mới like sớm với anh. Dạ đúng rồi, ngày hôm nay em tranh thủ em like sớm như gì nha. Bây giờ lịch em chồng chất em phải làm một con điên quý vị ơi. Anh Lâm Hồng Phượng dạ cảm ơn gì, chúc anh vui vẻ. Anh Nguyễn ơi, anh Nguyễn sẽ livestream cho anh. Kim Thanh sẽ livestream cho anh em ơi. Ngọc Oanh sẽ livestream cho anh em ơi. Là bị lắc là ngốc thì sẽ livestream. À, thấy em giỏi Phương Nguyễn sẽ livestream cho anh. Ok Thẩm Nguyễn sẽ chim cho em đó mọi người ơi. Mi Vũ thấy Mi Vũ rồi quý vị. Ủng hộ giùm cho em đó vậy. Mọi người sẽ livestream cho em nha. Bây giờ em tặng cả điện thoại cho mọi người là 100 ngàn. Bây giờ em hát hò này nọ, hát hò mua vui đồ này nọ như vậy nha. Em hát hò em mua vui đồ này nọ. Thì bây giờ mọi người thương em sẽ livestream cho em nha. Thấy em rồi. Dạ đúng rồi, ngày hôm nay em like tấm trắng nha, anh chị em nào cần tấm trắng thì để số điện thoại giùm cho em, nhanh tay lẹ chân giùm cho em những gì nha. Thích anh diễn hài lắm, cả nhà em cũng thích anh hả? Vô like coi cười mỗi miệng luôn sao ấy. Chưa lái gì mà tôi mỏi miệng vậy, thả tim cho anh nè, chúc anh sức khỏe, cảm ơn chị Hà Thịnh Lý rồi nè. À, quý vị ủng hộ giùm cho em Đặng Văn Nam rồi nè, coi phim tập tứ cô nương thấy anh mắc cười hả, cảm ơn em, dạ cảm ơn mọi người. Thôi bây giờ em hát lô tô những chị nha, thì bây giờ em sẽ tặng 100 ngàn luôn cho nhanh gọn lẹ đúng chị không, cho nhanh gọn lẹ. Chữ lộn nhỏ nó vô nó kêu tôi chữ lộn hoài luôn con Cao Thì. À, dễ thương quá chú nè. Bây giờ mọi người sẽ livestream cho em đi mọi người được không? Mọi người sẽ livestream giùm cho em nha. Xong rồi các em hát lô tô lô ơ đồ này nọ và em tặng 100 ngàn dùm tặng chú gì ngày hôm nay. Em sẽ hứa chú gì là em sẽ hát rớt cái tóc giả em ra nha chú gì nha. Dạ. Anh năm hôm nay đến chinh phục của mình nè. Này. Sầu riêng Tiền Giang trời ơi, thằng Trương Võ Phúc Nguyên lâu quá mới gặp nè em ơi. À. Mai Trần cảm ơn anh Lâm, anh Lâm ăn cơm chưa hả? Chưa ăn cơm đâu em ơi. Cẩm Tú đã chia sẻ rồi nè, Bỉ Ngoạn chia sẻ giùm cho anh Lâm đi em. Sầu riêng nè anh mệt lắm mày. Vô sầu riêng hoài. Bữa nào anh Lâm ra Nha Trang chơi đi nha hả? Ok, Xuân Trang có bao cho anh không? Ok, xe live stream nè mọi người ơi. Bùi Mạnh Linh ơi, phải không? Bùi Mạnh Linh ơi, lâu quá anh chưa chửi em hả? Thôi tao không rảnh như mày ha. Yêu em mất rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bữa ông like làm tôi buồn muốn chết hả? Cả sự nhà đợi live stream hả? Cảm ơn vậy. Anh Lâm đây rồi, thì bây giờ mọi người xe chim chứ chương trình kem bớt bớt. Lầy vờ hả? À, cảm ơn vậy. Hôm nay sao mày chửi em vậy? Có ai chửi em không, mọi người ơi? Dù nhiều khi bình thường mọi người chửi em, cái tự nhiên em vui lắm. Nay mày chửi em trơn trời quý vị. Ngọc Sến rồi nè. À, hôm nay em live stream thôi, em không có đi diễn như vậy nha. Anh Lâm này nọ mọi người ơi, cảm ơn quý vị. Ông này càng ngày càng ngon hả? Trời em ngon lắm. Chị Quỳnh dạo này khỏe không? Không em nha.
Ok Kim Ngân, chào Kim Ngân, thích này quá nói chuyện hề gì đâu. Cảm ơn mọi người, thì bây giờ mọi người thương em sẽ livestream cho em. Thì ngày hôm nay em bán tấm trắng như vậy nha. Nhưng mà trước khi đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ hát hò này nọ để tôi nói phục vụ văn nghệ cho mọi người. Nhiệm vụ của gì là bây giờ ủng hộ giùm cho em cũng như là sẽ livestream cho em. Sau bây giờ mọi người cầm em qua số đúng. Và nhiệm vụ của em là tặng quà cho gì là mình cái cạc điện thoại 100 ngàn, 100 ngàn tặng liền tay trên tại livestream này luôn. Nhâm ta lệ chân nhớ gì nha. Cảm ơn chị nói nhỏ thì cho con em nó ngủ bị rảnh quá mày ơi. Da đen như hôm bữa trắng trắng nha em nha, trắng luôn, lông tròn. Mày tưởng tao sợ à, con nào mà đen thui thù lùi là phải sử dụng trắng giùm cho tôi nha. Đen như mọi, đen như mấy nhân là phải sử dụng giùm cho tôi. Thần tượng của tôi Đỗ Nguyễn, cảm ơn vậy. Chào lấy khi thế hả, cảm ơn mọi người. Dạ, em chào mọi người nha, bây giờ em hát nha. Số đây, em lên số đây. Hello, hello. Xe quá trời hả, Khánh Nguyễn, chưa xem. Tại vì ngày hôm nay em like cho fan ba fanpage nhớ gì nha. Khi mà ai mà xe chim là em thấy hiện lên liền. Bắt không được hả? Em chơi ngãi mà gì? Em chơi ngãi livestream, Cẩm Tú đã chia sẻ livestream rồi nè. Bây giờ mọi người thương em, xe livestream và sim livestream thật là nhiều giùm cho em. Và bây giờ mọi người comment một con số, nhưng mà phải có cái cú pháp đúng nhớ gì nha, phải ghi comment chữ số đàng hoàng. Ví dụ nhiều khi mấy đứa comment nhanh quá mấy đứa kia làm lại. Ghi chữ số giùm cho em, ví dụ số 25. Hồi trước ghét ông này lắm hả? Trời ơi, dạ. Trời không phải quý vị ghét đâu, ngày xưa anh Trường Giang cũng ghét em lắm vậy. Ông Trường Giang á thiệt sự luôn, bây giờ dù ai mà cắt clip này em không sợ. Ngày xưa anh Trường Giang rất là ghét em nói thiệt. Em không có làm gì chơi, em không có dạy gì trơn, nhưng mà anh rất là ghét. Bởi sao? Diễn ồn ào quá, ảnh ghét. Thanh mạnh, nhưng thời gian tự nhiên quý vị thấy không, tự nhiên em không có làm gì trơn. Trời ơi, cái ông điện cho em, ông điện cho em, ông rủ đi này đi nào, ông rủ đi bưng quả, bưng ơ. Rồi em quay gì cũng giúp đỡ em hết trơn trời. Dạ. Tại vì người ta thấy được cái tấm lòng sâu bên trong của em. Ví dụ bình thường là cái miệng nó ồn ào một xíu như vậy nha, nhưng mà đây là công việc thôi. Dạ, nhưng mà ai mà thấy được tấm lòng sâu bên em, tấm lòng mà sâu trong bụng em thì chắc chắn sẽ thương em nhiều hơn như vậy nha. Chắc quá anh Lâm ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mọi người comment. Rồi bây giờ một người comment chữ số giùm cho em đi. Số nha, ai comment nha, ai comment phải ghi chữ số giùm cho em nha. Không, em không có điểm ma, không có đưa đám ma, em chỉ điểm ma thôi, không có đưa đám ma. Nhìn anh ắt xà lách à, tôi cũng ghét mà. Anh Mạnh ơi, khỏe không anh Mạnh? Trời ơi à, hát đi anh. Ok, bây giờ em sẽ hát nha. Bây giờ mọi người thương em, sẽ livestream cho em nhớ gì nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, thích em diễn hài em cảm ơn chị. Dạ ok Thanh Ly, em chào Thanh Ly. Sao em dùng không thấy trứng lên tí nào? Trứng, trắng hả? Nè mấy bạn ơi, đừng có lin gì ở đây mấy bạn nha. Tôi nói mấy bạn á, mấy bạn làm vậy là mấy bạn thất đức lắm, mấy bạn bị quả báo, tôi nói thiệt luôn á. Trời ơi mấy má ơi, thiệt á. Trời, mấy má theo số đông, mấy má không nghĩ tới cảm giác người ta đâu, thiệt á mấy má. Tôi bị nhẹ nhẹ thôi mà tôi còn bị nhiều khi mà tôi cảm giác mà tôi bị hụt hẳn. Mấy bạn nghĩ coi con người người ta, mấy bạn ghê quá. Mấy bạn làm những cái đó là cái thú vui của mấy bạn á. Ai mà không làm mấy cái đó mấy má. Thì má thôi ơi, trời ơi, im lặng đi, làm gì mà chia sẻ rần rần. Livestream này ý nghĩa mà không vô coi, đúng không mọi người ơi? Em hết bực mình rồi hả, Nghiêm Phạm mà mày cũng rảnh quá mày bực mình cái mày vô đây. Đẹp trai quá hả, đúng rồi, số 15 Nguyễn Ngát đây. Đây, em sẽ ghim con bé Nguyễn Ngát, con nhỏ nào đây. Ví dụ bây giờ nè, bây giờ ví dụ mọi người comment là phải ghi số giùm cho em nha. Ví dụ nhiều bạn đánh máy vi tính á, các bạn đánh nhanh quá, các bạn làm không lại. Cái bây giờ phải ghi cú pháp số giùm cho em. Miệng rộng dễ ghét thế hả? Dạ đúng rồi, miệng em dễ thương nha mấy vị nha. Bây giờ chị thương em ủng hộ giùm cho em, đúng rồi. Khôi Nguyễn số 53 đúng rồi nè. Môi đẹp thế có đi xăm không? Dạ có, như vậy nha mọi người. Xe chim cho em hát hò này nọ nè, em giao lưu bây giờ mệt quá nè quý vị ơi. Rồi nhạc đi. Na 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 na. Ghi chữ số giùm cho em luôn, số giùm cho em luôn. Da 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 da. Con số gì ra, cờ ra, cờ ra, con mấy gì ra? Má em bừng nóng đi cày bừa tía, em bừng nóng đi cày bừa. Má em là một người lái chim, tía em là một người lái chim, cùng sống với nghề lái chim. Những đêm trời trăng lên tròn tròn, gió đưa cành cây nghe xào xào. Chúng em cùng hợp đoàn vui chơi, chúng em cùng hợp đoàn vui ca. Trong ánh trăng vàng bao la, con mộc gì ra? Nè mộc gì ra đó gì ơi? Số gì ra, con số gì ra? Người đàn bà có cái ca lem sô-cô-la. Người đàn bà có cái ca lem sô-cô-la.
Paseco thì nghèo, Machen thì giàu, còn Nobita luôn ăn hiếp bạn bè. Rồi Phương Nghi nè, trúng rồi nè, ghi tay. Chị Phương Nghi số 14, kiểm tra Phương Nghi chia sẻ chưa? Chị Phương Nghi ơi, chị chưa chia sẻ giùm cho em. Chị Phương Nghi ơi, chị đúng rồi nè mấy chị ơi, mấy chị thương em. Bây giờ mấy chị phải chia sẻ giùm cho em nha mấy chị nha. Dạ, 100.000 không vậy, 100.000. Thì bây giờ mọi người vô chơi cái mọi người thương em. Nguyễn Ngát chia sẻ nè mày ơi, Thanh Duy chưa chia sẻ nè, Ngọc Thắng chia sẻ nè, Phạm Hằng chia sẻ nè. Quý vị chơi là phải chia sẻ giùm cho em. Vì em xin quý vị xin tình thương của mọi người bằng một cái nút chia sẻ. Mọi người thương em thì mọi người chia sẻ giùm cho em. Những gì nha, em hát hò này nọ, em rất là mệt mỏi chán chường với cuộc sống này. Mọi người ơi, chia sẻ đâu vậy, chia sẻ giùm cho em. Mấy chị chơi, mấy chị chia sẻ giùm cho em. Phương Nghi ơi, mới chia sẻ ba bà nội. Bà mới chia sẻ đó bà Phương Nghi. Phải chia sẻ trước khi mà em ghim rồi nha bà Phương Nghi. Nè bà Phương Nghi, bà mới chia sẻ nè bà nội. Nè bà nội, nè bà Phương Nghi, nè má. Bà Phương Nghi mới chia sẻ vừa xong nè. Mấy chị nè, chị ba, chị bảy nè. Chị ba, chị bảy, dạ. Mấy chị chia sẻ thì mấy chị chia sẻ trước giùm cho em. Phương Nghi trang lợi nha, Phương Nghi nha. Trang lợi nha, em hát lợi nha. Kini Trần chưa chia sẻ con ơi. Mấy bạn, mấy bạn chia sẻ trước giùm cho em nha. Trời ơi, em hát muốn rớt tóc giả luôn. Vậy mấy chị thương em nha. Em hát muốn rớt tóc giả. Không, chia sẻ lên trang cá nhân là được rồi. Chia sẻ lên trang cá nhân là được rồi. Không cần chia sẻ cho hội nhóm, hội ơi gì có bất công hết trơn trọi. Dạ. Rồi hát lại nha. Vô, nhạc. Chia sẻ trước đi, 100.000 là quý vị ơi. Số gì da, số gì da con, số gì da, số gì da con, số gì da. Do re mi, Nobita Suka. Do re mi, dai en seco. Maseko thì nghèo, Machen en thì giàu, còn Nobita luôn ăn hiếp bạn bè. Nobita thầm yêu Suka, hai hoa hồng tặng cho trái em. Nếu trái em bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau Nobito chào đời. Trong căn nhà quan dường như có ma, nó lưu đầu da làm em hú hồn. Con ma đầu đinh hàm răng trắng tinh, nó lưu đầu da làm em hú hồn. Ngày lại ngày vừa qua, đầu đinh nó liếm em. Ngày lại ngày vừa qua, đầu đinh nó cắn em. Thơm 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 túi anh nằm. Thơm 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 túi anh cái mùi chuột xanh luôn vậy ơi. Hai dì da, hai dì da con, hai dì da, hai dì da con, hai thầy da. Có bốn thầy trò mà lên núi mà thỉnh kinh. Cái bụng trình hình là ông chư mà bác giới. Cái mặt phơi phới là quỷ mà sa tăng. Cái tánh hay nhăn là ông đường mà tam tạng. Cái tánh liều mạng là thằng Tôn Ngộ Không à. Ngờ cầm cái bông là Quan Âm mà Bồ Tát. Ngờ cầm cái bát là Phật Tổ Như Lai. Qua phép bàn tay nhốt anh khỉ đột ra đây con hai mươi mấy luôn. Hôm qua em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết à. Hôm nay mẹ lên nương, ở nhà em đốt tiếp á. Hương rừng tanh mùi máu á, nước suối đen xì lì à. Cả nhà em chết cháy á, em án tù chung thân à. Tù của em bé bé á, nằm ở giữa rừng cây á. Chú công an trẻ trẻ đập em rất giá mang. Hương rừng tanh mùi máu á, nước suối đen xì lì à. Của em trên gác á, xác em ở cao nguyên á. Số gì da, số gì da. Nguyễn Ngát nè, rồi tới nhà đi. Nguyễn Ngát 24 nè, Nguyễn Ngát ơi, để số điện thoại Lâm bắn tiền liền cho em luôn bé gái của anh ơi. À, Nguyễn Ngát 24 nha, Nguyễn Ngát nha. Rồi, Nguyễn Ngát đã trúng 24 rồi nha. Nguyễn Ngát ơi, em trúng rồi, em trúng rồi, em trúng rồi nha quý vị nha. Hôm qua em đút nhà, mẹ đánh em gần chết. Hôm nay mẹ lên nương, ở nhà em đút tiếp. Hướng được tánh mùi máu, nước suối đen xì lì. Cả nhà em chết cháy, em mắng tù trung thân. Tù của em bé bé nằm ở giữa rừng cây. Chú công an chạy chạy, đập em rất giả mang. Hương rừng tanh mùi máu, nước suối đen xì lì. Tù của em trên gác, xác em ở Tây Nguyên. À, Bùi Mạnh Linh ơi, yoga game. Bùi Mạnh Linh ơi, bán đồ, Bùi Mạnh Linh ơi. Quý vị, ngày hôm nay em like sản phẩm tấm chắn được bằng tên AE Skin nha quý vị nha. Ok, hoàn cỡ số điện thoại luôn. Nhanh đây, đây, bán đồ đây, bán đồ đây, bán đồ đây. Bán đồ đây, bán đồ. Bùi Mạnh Linh ơi, vô comment giùm anh Lâm đi, Bùi Mạnh Linh ơi. Bùi Mạnh Linh ơi, vô comment em gái ơi, em gái ơi, em gái Bùi Mạnh Linh ơi.
Bây giờ em sẽ thử nha, lấy ao bà lộ. Bùi Mạnh Linh ơi, comment giùm danh Lâm đi Bùi Mạnh Linh. Bùi Mạnh Linh à, xin hãy comment giùm anh à. À, Châu Ốc hả? Ừ. Cảm ơn Cương nha, Cương nha. À, em cảm ơn hả? Ok, Nguyễn Ngát. Kêu chị Quỳnh bắn tiền cho Nguyễn Ngát giùm em. Rồi, Nguyễn Ngát nhau gì nha. Ok, Nguyễn Ngát đã trúng rồi. Bùi Mạnh Linh. Ok, game Bùi Mạnh Linh. Bây giờ em sẽ test tấm trắng nhau gì nha. Trời ơi, này rất là trắng quý vị, rất là trắng luôn. Và đây là một cái dòng sản phẩm cực kỳ ok quý vị nha. Thì bây giờ anh chị em nào cần cứ để số điện thoại giùm cho em. À, Nguyễn, Châu Ốc ơi. Mày điên quá Châu Ốc, tao nói thiệt mày đó. Mày lớn rồi phải con nít đâu Châu Ốc ơi. Mày bất khùng Châu Ốc. Hiểu không cưng? Ừ. Thì bây giờ em sẽ test tấm trắng như vậy nha. Thì anh chị em là bây giờ cần tấm trắng thì để số điện thoại giùm cho em. Này nó rất là trắng, nó sẽ làm mịn da, đẹp da và sáng da. Thì anh chị em nào cần trắng da thì cứ báo giùm cho em tiếng. Thì ngày hôm nay em like sản phẩm được mang tên dòng tấm trắng e skin nhớ vậy nha, cảm ơn vậy. Ok, bán gì vậy? Bán tấm trắng nhớ vậy nha, bán tấm trắng không đi xem Lâm nè, cảm ơn quý vị rất nhiều nhớ vậy nha. Đây, dạ cái này là cái dòng tấm trắng e skin mọi người biết không, nó rất là trắng và cái này được chiết xuất từ nguyên liệu Hàn Quốc nhớ vậy nha. Dạ, than hoạt tính, đây là than hoạt tính, thì một bộ của nó là gồm một chai tấm trắng quý vị biết không. Em làm đi Ấn Độ về quý vị biết không, nó rất là đen, da rất là đen, bởi vì quý vị biết sao không? Tại vì người dân Ấn Độ á, người ta quy định là cái đầu người ta không có đội nón. Dạ, không đội nón. Bởi vì cái đầu người ta á, là để thờ thần linh, để thờ thần linh. Chính vì vậy mà người ta muốn là tiếp xúc với thần linh quý vị, tiếp xúc thần linh cho nên người ta không có đội nón đơ vậy trời trời. Thì em qua bển có những người bạn của em, chính vì vậy mà ăn theo thở mà ở theo thờ đó. Thì em sẽ đi, em cũng không đội nón đơ vậy trời trời. Là da của em rất là đen. Dạ, mà em về 3 bữa thôi là nhờ cái tấm trắng Skin Ace này. Thì cái dòng này là được 490 ngàn một chai. Thì một bộ đó là 1.470.000 nha. Thì bây giờ ai mua thì free ship toàn quốc cho chị. Em đảm bảo gì không trắng là hoàn trả lại tiền cho chị luôn. Cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Nhanh tay lại chân chị em nào, anh em nào mà cần trắng thì cứ để số điện thoại giùm cho em. Thì mình xài rất là đơn giản. Thì mình xịt lên giùm cho em như thế này. Nhưng mà quý vị phải xài nhiều nhiều xíu nha, dù nhiều chị mà xài mà ít quá thì nó sẽ không bật tông nha chị nha, xài nhiều nhiều giùm cho em. Mình xịt ra như vậy đó. Nhìn như cứ chim vậy đó nhưng mà không sao, nhưng mà sau cái lớp này thì rất là trắng. Em một bộ đang sử dụng nè anh Lâm, cảm ơn vậy. Hôm nay không đi quay, hôm nay em ngồi em đây chim không. Ê Thái Nguyên ơi, kệ tôi đi, đẹp trai quá đời hả, cảm ơn mọi người. Ông kéo ra kìa hả, cảm ơn mọi người. Thì bây giờ mình xức lên, mấy má bớt chữ đi em á. Ê Hạnh Canada, khỏe không Hạnh Canada. Em đang đợi xem đây, mình sức lên da giùm cho em như vậy nha. Mình sức lên để chừng 15 phút như vậy nha. Thì làn da của mình sẽ bật tông, em thì cái da em là trắng như vậy nha, trắng rồi. Bởi vì khi mà em về đây, cái chất nó sẽ xám xám như thế này đây. Thì nó có hai dầu, một loại là đen thui chùi lùi. Dạ, một loại là nó xám, mà lựa cho màu đen giùm tao đi. Kiếm chị khác đi, kiếm chị khác đi. Là nó có nhưng mà nó chất lượng y chang nhau nha mọi người ơi rất thích anh ở đâu có tiếng cười ha. Cảm ơn mọi người, idol đẹp trai quá dễ thương quá chú ơi, cảm ơn mọi người. Em lấy một bộ ha, đúng rồi, anh chị em nào mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em những gì nha. Ở ở miền Bắc á, thì có bạn Quỳnh Búp Bê, bạn like cái này rất là nhiều rồi những gì nha. Còn ở miền Nam là có em like nè, sử dụng nè, rồi cái con bé Hoa Hậu nhỏ gì quên mẹ rồi, nhỏ này quên tên nó hoài ta. Con Ngân hả, phải không? Thí Ngân, Thí Ngân, dạ Thí Ngân. Cảm ơn quý vị, nhớ về Đồng Nai ơi, anh Lâm dễ thương quá, chào em rồi khen tiếp, cảm ơn em. Anh Lâm Đồng Nai mọi người ơi, rồi anh chị em là mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em, hoặc là mua hàng thì liên hệ cho Bùi Mạnh Linh giùm cho em nhớ gì nha. Thì bên Bùi Mạnh Linh sẽ alo cũng như là tư vấn cho mọi người. Anh Lâm ơi, dạ em khỏe, cảm ơn anh Lâm hả, gửi cho em một bộ Trinh Quỳnh, liên hệ với Trinh Quỳnh giùm anh Lâm đi em ơi. Đây, cái chất nó xám xám như thế này nha quý vị nha, và mình xoa lên bàn tay của chúng ta, và những cái tinh chất là những cái than hoạt tính sẽ thẩm thấu sâu vào làn da chúng ta. Ok, thư Bùi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Anh chị em nào mua hàng comment để số điện thoại giùm cho em, và đặc biệt cái này chúng ta có thể sử dụng trên mặt được luôn nha quý vị nha. Nhưng mà cái này sử dụng body thôi, nhưng mà lát em sẽ sử dụng trên mặt cho quý vị coi được chất an toàn của nó. Và đặc biệt là cái chai này nó rất là bự, và em xài là 3-4 tháng một chai như thế này. Dạ. Ok, anh Lâm đang ngầu hơn cháu bầu, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhanh tay lại chân chúc bạn thành công, cảm ơn Tuấn Phạm rất nhiều nha bạn nha. Ok, Thanh Bình ơi, thông cảm dùm cho Lâm nè, chúc em nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn mọi người đây. Mình sức lên dùm cho Lâm và những cái thích mở ra đàng hoàng có đạt. Ok, chúc em vui vẻ và thành công. Nhiêu tiền một bộ là một bộ gồm 4 sản phẩm. 4 sản phẩm là 1.470.000 ngàn. Gồm một chai tắm bình thường và một chai sữa tắm cũng như là một chai...
body ban ngày, một chai body ban đêm nha quý vị nha, là 4 chai là 1.470.000, với điều kiện là mọi người mua một bộ ngày hôm nay thì bên em sẽ tặng cho chị thêm một cái chai tẩy tế bào chết nha quý vị nha. Ok Nana một bộ, anh chị em là một bộ comment giùm cho em những gì nha. Phạm Quỳnh Mai số điện thoại luôn, không hề ăn nắng. Khi mà mọi người sử dụng giùm cho em thì có cái chai ban ngày là có chất chống nắng trong đó nha gì nha, chống nắng cực kỳ mạnh cho mọi người. Ví dụ chị em nào mà thường xuyên tiếp xúc ánh nắng, thường xuyên tiếp xúc với những cái tia UV UE rồi này nọ thì lập tức nó sẽ đẩy đi tất cả hắc tố đen cũng như là chống nắng cực kỳ hiệu quả cho mọi người. À đúng rồi, Hồng Thắm Nguyễn hả? Chương trình ẩm thực nhí là em, là MC, em là hot. Em là hot nguyên mùa luôn. Bao nhiêu? Dạ cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em. Cảm ơn mọi người. Cao Kỳ Duyên số điện thoại, hát bài anh Dương Lâm Đồng Nai hả? Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Chàng trai này nhà ở làng bên, ba má nó sắm hâm táo tận mà giờ đây em mang ai sờ kính á. À. Lâm Hài tự nhiên thấy Lâm mà cười tục quần hả? Thiệt không chị? Thiệt không chị? Ngày nào có online dạy thấy thương đúng không chị? Dạ bao nhiêu một chai, anh chị em muốn trắng như em thì comment để số điện thoại giùm cho em. Nhúng cái gì có nước đi giùm tao coi. Chào em đi, anh đây rồi, ok bây giờ em để 15 phút sau, bây giờ em sẽ lấy ra cho mọi người coi để mọi người chứng minh được cái sự trắng của nó như vậy nha. Ví dụ tay chị em nào mà hay chạy xe Honda nè nó mà bị đen nhiều thì mấy chị nên sử dụng giùm cho em nha mấy chị nha, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Xe chim giùm cho em dạ. Cảm ơn. Anh chị em mua hàng để số thoại, cái mỏ cưng dễ sợ hả? Dạ thích chú Lâm lắm luôn hả? Dạ cái này là em không có bán như gì nha. Anh chị em mua hàng thì liên hệ với Bùi Mạnh Linh giùm cho em nhớ gì nha. Em không có bán hàng nhưng mà em sử dụng nhau gì nha, em sử dụng nó rất là trắng thì bây giờ em sử dụng em sẽ lao cho quý vị coi. Thì anh chị em mua hàng thì comment để số thoại giùm cho em. Đây là sản phẩm tất cả nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Nếu như không trắng thì bên em sẽ hoàn trả lại tiền cho vị. Thì bên Bùi Mạnh Linh rất là mạnh như vậy nha, cũng như là rất nhiều chị em nghệ sĩ đã sử dụng cũng như là để live stream và cũng như là feedback review cho Bình Mạnh Lui. Làm gì mà anh? Em live stream đi coi em mệt không? Cái gì? Anh phải giữ con về đi. Giờ anh giữ con cho em ngồi live stream đi. Nhưng mà phải cho con ăn uống đầy đủ nha. Ok luôn. Anh mướn người anh ngủ. Còn live stream là mướn không được. Cái gì là mướn cũng được quý vị. Em nói gì em làm gì em mướn cũng được. Trời ơi có live stream thì em mướn cũng được quý vị ơi. Người ta làm không vừa lòng em dạ. Chúc em thành công, yêu anh mất rồi hả? Cảm ơn gì em ca hay đúng không quý vị? Đây. Đây. Thấy gì không? Quý vị bình tĩnh không quý vị? Đây nó rất là trắng đâu chị ơi, nó rất là trắng như vậy nha. Mình xài nó sẽ bật tông lên liền và đặc biệt là mình có thể thoa lên làn da chúng ta. Miệng anh đẹp nhỉ, kệ anh đi em ơi, kệ em đi, kệ. Ơi đó, màu được kết bạn cùng anh. Quý vị ơi, đây là cái trang fanpage mới của em thì mọi người vô, mọi người like giùm cho em cũng như là theo dõi trang fanpage giùm cho em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em yêu anh rồi, anh cũng yêu em. Ok mọi người, nếu như quý vị, cái trang cá nhân của em từ nay em sẽ post những cái mà em đi diễn cũng như là em cá nhân của em. Em sẽ tâm sự này nọ. Cảm ơn con từ từ đi ba bán đồ. Đây. Quý vị thấy không? Có nghĩa sẽ bật tông bả sáng da mịn màng lên. Cảm ơn quý vị đó nhiều. Phạm Kiều cảm ơn quý vị. Ông dễ thương hả? Nhiều người chửi ông dễ trời hả? Đúng rồi em. Làm sao mà vừa lòng được hết tiếng ạ? Làm sao mà làm vừa lòng được hết tiếng ạ? Anh nói với em, mình diễn dở thì nó trời, diễn gì mà dở vậy? Còn mình nồng cháy mình hết mình, mình trà lết quết sải để thể hiện được cái sự mà tao nói nhiệt tình của mình. Trời ơi gì mà lớ vậy? Những gì cũng nói được em trơn trời em. Còn khi mà anh lên đêm bán hàng, anh mà căm cái mỏ lại, anh căm mỏ khỏe hơn cho em. Anh nói chuyện nhẹ nhàng, anh khỏe hơn cho em. Vô nói, trời bán hàng không có tâm á. Hàng nói chuyện mà tao nói nhìn hời hợt vậy đó. Còn khi mà mình nói chuyện ồn ào lên để mình tạo không khí lên. Trời, gì ồn ào vậy? Nghệ sĩ gì mà chợ quá vậy? Trời cái gì nó nói cũng được em. Anh nói thiệt, nó miệng đời gian ác đúng không em? Chỉ đâu chỉ buộc ngang trời, tay đâu tay bệnh miệng đời thế gian đúng không em? Em làm đại lý, muốn làm đại lý thì liên hệ cho Chinh Chinh giùm cho anh, lộn, liên hệ cho Bùi Mạnh Linh giùm cho anh. Đây quý vị coi nè, có nghĩa là đây là cái gì ha, nó rất là trắng, mình xài lên cái da mình sẽ trắng lên, bạc tông và sáng lên. Mình xức toàn body giùm cho em, một tuần sử dụng 2 lần cái chai này giùm cho em như vậy nha, 2 lần chai này. Và cái chai màu hồng này là cái chai sữa tắm hàng ngày, thì khi mà mọi người sử dụng thì mọi người vô toilet và sử dụng hàng ngày cái chai màu hồng BD như thế này giùm cho em như vậy nha.
màu hồng với tinh chất lựu đỏ như vậy nha. Lựu đỏ như những vitamin trong đó sẽ thẩm thấu sâu làn da chúng ta và đào thải tất cả những làn da đen cũng như là những cái hắc tố mà da mà không điều màu, cũng như là chị em nào tiếp xúc ánh nắng nhiều quá mà da mà bị đen đó, thì anh chị nên sử dụng cái loại này giùm cho em và mình tắm hàng ngày với loại màu hồng này. Còn riêng với loại màu đen này thì mọi người tắm một tuần hai lần giùm cho em, và sản phẩm này cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả, có thể sử dụng trên mặt được luôn. Ví dụ làn da của em là da rất là nhạy cảm gì nha, cái mặt em rất là nhạy cảm, và cái mặt em là cái mặt đi kiếm tiền bây giờ em lên tivi rồi này nọ, mà nếu mà cái mặt em mà tao nói xuất tầm bậy là mạ lên thì lập tức sẽ bị dị ứng rồi này nọ, là coi như là tao nói là không có số luôn. Thì nhưng mà em có thể xức cái này lên, lát em sẽ xức cho cuối giờ cho gì coi. À ok Phạm Nghiêm, em là Phạm ruột của anh hả? Ok Dương Quỳnh, ông Đấm Hài nhìn mê lắm, cả nhà ơi hả, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bây giờ mọi người ủng hộ giùm cho em, chào mấy anh, chào mọi người, mọi người yêu của em ơi. Thì bây giờ là sữa tắm như gì nha, sữa tắm đây. Thì ở trong đây có những cái hộp như thế này, quý vị thấy không? Những cái hộp như thế này, những cái hộp này là những cái tinh chất như vậy nha. Khi mà mình so lên là những cái hộp này sẽ vỡ ra, và trong những cái hộp này là những vitamin cũng như là hấp thụ vào làn da chúng ta. Đúng rồi, sống sao chị vừa làm. À, em cực mê luôn hả? À, em giới hả? À, mọi người ủng hộ giùm cho em, xe chim sơ giùm cho em nha mọi người. Mọi người ơi, thả tim cho anh liền nè hả? Cảm ơn mọi người. Chữ lộn vô nhà vô cửa anh chữ em sắp mặt nha em nha. Thập tứ cô nương. Thập tứ cô nương không còn ra nữa nha quý vị nha. Bởi sao? Nè quý vị thấy không? Mình so lên. Trời ơi, không trắng là hoàng, trả lại tiền cho quý vị. Cái này là sữa tắm như gì nha. Sao nó chói quá vậy? Đây. Cái này á là sữa tắm, mình xoa lên hàng ngày giùm cho em, mình tắm hàng ngày giùm cho em với tinh chất lựu đỏ như vậy nha. Và những cái hạt lựu thì còn trong đây luôn, và khi mọi người sử dụng như thế này thì những cái hạt mà đen đen li ti như thế này nó sẽ tan ra, cũng như tẩy tế bào chết cho mọi người. Cảm ơn. Một bộ bao nhiêu tiền vậy sếp? Sếp hả? Một bộ là 1.470.000. Khi mà mọi người một bộ thì bên Bùi Mạnh Linh sẽ tặng cái gì thêm một cái chai tẩy tế bào chết như vậy nha. À, anh Lâm kìa. Tóc mọc nhanh như vậy hả? Kệ tôi đi, bao nhiêu một chai hả? Một trời bao nhiêu? 490.000. Ê, anh chị em nào mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em như vậy nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhanh tay lẹ chân. Nhanh tay lẹ chân, anh chị em nào mua hàng thì comment số điện thoại giùm cho em. Da mình sẽ trắng lên, bạc tông và sáng lên. Quý vị coi nè. Khi mà mình sử dụng nè quý vị ơi. Khi mà mình sử dụng thì lập tức cái làn da mình sẽ trắng lên như vậy nha. Trắng lên, mịn lên, đẹp lên và bạc tông như vậy nha, bạc tông. Nhưng mà mọi người phải dưỡng giùm cho em như vậy nha, phải dưỡng bất cứ trên cuộc đời cái gì cũng phải dưỡng hết trơn trời. Dạ. Dưỡng nha mọi người nha. Tại vì cái tay của em, da của em nó ăn với chất này rồi như vậy nha. Ví dụ nhiều khi mà da mình đen quá, da mình nó bị lì quá, nó bị chai quá thì mọi người phải sử dụng 2-3 lần giùm cho em nó mới bật tông. Còn nếu như da của em mà thuộc loại mà da bắt đầu em sử dụng mỹ phẩm nhiều quá cho nên nó hấp thụ rất là nhanh, bật tông rất là nhanh. Ví dụ em đi nắng em xào ngoài đường, em đen cỡ nào là em về em xài là nó trắng bật tông lên liền. Còn nếu như chị em nào mà từ đó giờ ít xài mỹ phẩm cũng như ít xài tắm trắng mà khi mà mọi người sử dụng thì chắc chắn sẽ bật tông nhẹ. Nhưng mà mọi người hãy kiên nhẫn giùm cho em, bởi vì đây là sản phẩm nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Hãy sử dụng và cảm nhận, mua một chai thôi cũng được, mua một chai thôi và cảm nhận với em. Cái này em không có bán, Bùi Mạnh Linh nó bán và em chỉ tư vấn với mọi người thôi. Em xài sao và em tư vấn mọi người như vậy. Thì bây giờ mọi người mua ủng hộ giùm cho em hoặc là để số điện thoại giùm cho em. Và chúng ta có thể sử dụng trên toàn body của chúng ta như vậy nha. Bây giờ em sẽ xức body cho quý vị coi. Đây, quý vị coi. Nghĩa là nó sẽ khác cái tay của chúng ta như vậy nha. Da em nó rất là ăn nè quý vị ha. Khi mà ta sữa tắm, ta xức vô thì nó sẽ thẩm thấu sâu làn da chúng ta luôn. Và khi mà ta rưới nước lên thì sẽ tạo bọt cái gì nha, nó tạo bọt ngon ăn vừa miệng lắm nha mấy má. Đây nè, nước đồ không chế vô đây mà hay thiệt nè. Lấy thì sao tao ngồi tao làm đẹp đây. Nhìn anh hả, ăn gì mà đẹp trai dữ vậy ha, càng ngày càng thích anh cảm ơn em rất là nhiều. Hồi trước ghét hả, mệt quá mấy má ơi. Hồi trước ghét người thì hồi trước thương mà giờ ghét người, hồi đó ghét mà giờ thương. Đó, mệt quá trời quá đất ơi, mình là fan của anh nè, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chờ mãi vẫn chưa thấy chương trình đấu trường ẩm thực nhí hả? Chủ nhật hàng tuần trên kênh VT Nhật gì đó quên mẹ rồi. Mi Vũ một bộ luôn, cảm ơn quý vị, nhanh tay lẹ chân như vậy nha. Nhìn anh cười mà ai ghét cho được hả, cảm ơn quý vị. Thì anh chị em đang mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em và mình rửa ra dưới nước như vậy nha. Mình rửa ra dưới nước thì lập tức những tinh chất này sẽ thẩm thấu sâu làn da chúng ta, làm sáng lên, mịn lên và trắng lên. Không để xem chương trình nè, cảm ơn quý vị đó nhiều. Lúc nào cũng duyên dáng ha, ok Nguyễn, cảm ơn. Idol chơi của trò nè, đó, quý vị ha. Sử dụng giùm cho em. Da bật tông và sáng lên liền. Nha, quý vị ha, nè da bình thường nè, da bình thường. Khi mà sử dụng thì nó sẽ trắng lên và mởn lên và bật tông lên.
Chú Lâm ơi, cả nhà cũng mê ha, cảm ơn con. Anh Cute học mê ha, cảm ơn em rất là nhiều. Hân hạnh được kết bạn với anh, ok em. Thì bây giờ em sẽ xức cái body của em cho gì coi. Em đang tập gym nha chị nha, đang tập gym. Sắp tới em có những cái chương trình. Đây bây giờ em xức lên cho gì coi nha. Bây giờ mình xức lên như thế nào, mình xài như thế nào, bây giờ em hướng dẫn quý vị. Ủa này sao mấy nay nó xám không vậy? Có mấy cái màu đen luôn hết rồi. Này loại mới hả? Đó, mình sức lên quý vị. Mình sức lên nha quý vị nha. Mình sức từ cái cổ trở xuống thì làn da mình sẽ trắng lên, mịn màng lên. Chúc anh thành công. Cảm ơn em rất là nhiều. À, kết bạn với em. Thì khi mà mọi người sức thì mọi người nhớ massage dùm cho em gì nha. Và để ai em có thời gian thì để 15-20 phút dùm cho em. À, nhìn anh hết bực mình liền hả? Mấy bà lạ quá. Chồng mấy bà quýnh mấy bà. Chồng mấy bà đá mấy bà vô mấy bà chửi tôi. Rồi mấy bà nó hai ban bực mình mà vô gặp tôi hết bực mình. Mấy bà cũng rảnh quá à. Thiệt á. Tóc giả quý vị ơi, tóc giả nha. Đây, trắng như vậy thì mình xài dùm cho em. Thì quý vị thấy không, đây là than, nó có màu đen tro như vậy nha. Màu đen tro. Đây là tấm trắng AE Skin. Dùng cực kỳ thích và cực kỳ mê. 490.000 một chai nha. Có khuyến mãi gì không? Khi mà mọi người một bộ thì bên em sẽ tặng cho quý vị thêm một chai tẩy tế bào chết như vậy nha. À, cho em một bộ, cái anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại dùm cho em. Thảo Nguyễn là bạn nào vậy ta? Thảo Nguyễn là bạn nào vậy Linh ơi? Ai mà yêu tôi hoài vậy? Kệ họ, sống sao vừa lòng. Đúng rồi, em nói sống sao vừa lòng em mệt quá gì ơi. Chủ yếu là lo cho gia đình mình thôi, có đồng ra đồng vô, kiếm thêm thu nhập đồ. Trời ơi, giờ kiếm tiền khó lắm mấy chị ơi. Rồi mình xức giùm cho em như vậy nha. Mình xoa lên giùm cho em thì lập tức cái làn da mình sẽ trắng lên và mịn màng lên như vậy nha. Mình xoa đều, xoa đều, xoa đều và xoa và massage. Vì cái chất bùng trong đây và đặc biệt là bùng gì quên kêu là gì? Hoạt tính, than hoạt tính, thao tính chứ phải bùng nha. Than hoạt tính. Bao nhiêu một chai? Dạ cái này là nhiêu chai quên mẹ, là 490.000. Dạ mua để số điện thoại giùm cho em. Bình thường là cái loại em like là... Nhỏ nó chửi anh vậy? Cứ chửi anh bay. Thảo Nguyễn chửi tao Quả Quyển. Không cái này à. Đó, mình xoa mình tắm lên cực kỳ trắng như vậy nha. Xài mà không trắng là em trả tiền cho quý vị luôn. Cực kỳ mê gì ơi, không phải em trả tiền bằng Bùi mình Linh trả tiền như vậy nha. Mình xoa lên và mình sức lên. Em làm đi Ấn Độ dễ đen thui thùi lùi như vậy nha. Đen thui thùi lùi, đen thúi thùi lùi luôn. Ờ, mà giờ gì thấy không, rất là trắng. Mình sử dụng cho em và khi mà sử dụng massage đều dùm cho em thì khi mà sử dụng một bộ thì nó sẽ ok hơn. À, nhìn ông nói sao mua không được hả? Thương ổng gì cũng cái gì ạ? Thương ổng, ổng cũng nói hả? Xưng Bắc cảm ơn. Lò Nguyễn sáu muối, à, sáu muối kìa mấy chế ơi hả? Cảm ơn quý vị. À, bao lâu thì mới trắng được thì mọi người sử dụng dùm cho em chừng 15 phút ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Đối với da em thì nó em đã sử dụng mỹ phẩm và nó đã làm quen với mỹ phẩm rồi cho nên nó trắng rất là nhanh như vậy nha, trắng rất là nhanh. Còn nếu da mình mà lì quá, da mình mà bị da trên da lì mà da mà ta nói mà đụng cái gì vô cũng không trắng thì mọi người hãy sử dụng nào quý vị coi cái than nào quý vị. Nè cái than nó đen đen như thế này đó quý vị thấy không, gặp mà lượn qua bên kia đó. Mình sức lên giùm cho em, gì thấy không? Đó, mình thoa lên. Thoa đều nhớ gì nha, mình thoa đều lên. Nè, cái gì coi nè. Thấy không? Nó rất là trắng, xài rất là mê. Mình sức lên cái cổ giùm cho em nha. Em trắng nó nổi mà nó ăn, đó. Gì thấy không? Là hai cái tay mình là khác liền, em nói gì là khác liền, sáng liền, khác liền. Không xài là coi như là phí phạm cuộc đời như vậy nha. Quý vị thấy không? Xài là trắng lắm quý vị, là mê liền, là mê liền. Là bây giờ ai mua thì liên hệ Bùi Mạnh Linh dùm cho em như vậy nha. Đây gì coi đây. Đây, thấy không? Theo một bộ dùng được khoảng 2 tháng nha mấy chị một nha. Một bộ mình xài nó lâu, em thì em bự quý vị, em bự con á. Cho nên mình xài rất là lâu như vậy nha. Sẽ là ok, anh chị em mua hàng thì để số điện thoại giùm cho em thì bên Bùi mình lên Zalo cho vậy. Anh Lâm Kiệt cả nhà ơi ha, cảm ơn mọi người. Chúc anh sức khỏe và thành công cuộc sống ha, đi diễn hài anh Lâm ơi ha. Thì đó, bán xong rồi đi diễn hài đây. Đẹp trai quá nha, ha, cảm ơn quý vị rất nhiều. Càng ngày càng thích anh, cảm ơn mọi người. Ừ, đây. Ừ,
490.000 một chai tắm trắng nha mấy chị nha. Đây là tắm trắng thay hoạt tính nha cả nhà ơi, sản phẩm của Hàn Quốc 100%, cho nên cả nhà mình ai muốn đặt hàng inbox trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em nha. Dạ, inbox cho Bùi Mạnh Linh nha gì nha. Bùi Mạnh Linh là các bạn bán sao chuyện dễ thương quá vậy ha, dễ thương ủng hộ anh đi. Anh Lâm chào em cái đi ha, cảm ơn chú Lâm, con nè cũng mê chú hết ha, cảm ơn con. Ngày nào không coi online là ăn không ngon ha, cảm ơn quý vị rất nhiều đây. Quý vị coi nè, nó rất là trắng như vậy nha, rất là trắng và xài cực kỳ ok. Nhanh tay lẹ chân và comment lia lịa giùm cho em, lia lịa giùm cho em để một làn da cực kỳ đẹp và cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng như vậy nha. Để số điện thoại giùm cho em thì bên em sẽ có nhân viên alo cho mọi người. Like sớm vậy hả? Trời ơi sớm đâu, sớm thì cứ trưa rồi. MC sáng với sân khấu nữa nha. Ok, cảm ơn quý vị thiệt không chắc quá chắc cái Đồng Nai quê hương mình anh ơi ạ. Trắng quá luôn hả? Đúng rồi, sử dụng giùm cho em thử giá bao nhiêu. Và một bộ của nó là 1.470.000. Trời ai mà kết bạn với em dữ vậy? Ồ, lẽ gì em thấy cả đống luôn á. Không hiểu sao nữa. Ủa sao vậy ta? Ủa hình như không biết em có phốt gì mà ta kết bạn em dữ vậy gì? Thường thường phốt là kết bạn ghê lắm nha. Cái gì vậy? Em nói là nó heo. Gì? Không phải nói quá. Em không có phốt gì nha mọi người nha. À, chú cho em cười kìa, cảm ơn vậy gì ạ? Khùng Quỳnh ơi. Trời ơi, mới 36 phút mà nói chuyện một con điên mà bây giờ 36 phút mà. Mở cưng gì sợ, sao em ai chửi thôi ta? Đây, đây, xài giùm cho em. Nhìn mặt anh thôi là đủ hài rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở Đồng Nai quê hương hả, cảm ơn quý vị. Anh ăn cơm chưa, ăn cơm rồi em nha. Sao nói chuyện dễ thương quá vậy thì anh chị em mua hàng để số điện thoại giùm cho em nha mọi người ơi. À, ok, men quá lúc nào cũng xem like rồi. Bây giờ mọi người sử dụng cho em. Và khi mọi người sử dụng xong thì mọi người lau sạch giùm cho em nha gì nha, lau sạch giùm cho em. 490.000 một chai nha mấy chị nha. Cả nhà mình ai mua để lại số điện thoại giùm em, một bộ là 1.470.000, là gồm 4 chai, 2 chai tắm trắng và 2 chai kem body ngày và đêm nha cả nhà ơi. Cả nhà mình mua sẽ được free ship toàn quốc nha. Free ship toàn quốc cho mọi người luôn. Đó, quý vị thấy không? Trời ơi, mình sức lên. Thì da em nó trắng rồi nhưng mà bây giờ sức lên là sẽ trắng nữa như vậy nha. Nó trắng nữa sẽ làm da mình sáng lên, bật tông và trắng sáng cực kỳ. Nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm cho em thì bên em sẽ có nhân viên alo cho mọi người cũng như là tư vấn mọi người cực kỳ nhiệt tình luôn nha quý vị nha. Sử dụng là mê liền, mấy chị ơi, mấy chị ơi. 490.000 bật tông rõ rệt sau một lần sử dụng sau 15-20 phút nha mấy chị nha. Mấy chị ở nhà rảnh thì mấy chị để 15-20 phút nha mấy chị nha. Thì da mình sẽ trắng lên, bật tông và sáng lên như vậy nha. Em sẽ mặc áo vô ok. Thì tụi nó báo cáo em thỏa thân đồ này nọ. Một bộ là 1.470.000, cả nhà mình mua một bộ sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 và được free ship toàn quốc cho cả nhà. Rồi bây giờ nhanh chai tay lẹ chân, nhanh tay lẹ chân mua hàng để số điện thoại giùm cho em giặt làm lại. Mua hàng comment để số điện thoại ủng hộ giùm cho em gì nha. Rất là trắng và sau khi mình sử dụng xong, lâm lý lắc hả, cảm ơn vậy. Dạ thập tứ cô nương, à, em cũng cần nhà anh hả, ở đâu Hồng Thắm ơi. Chào em hả, ok cảm ơn mọi người. Liên Nguyễn hả? Đúng rồi, không chửi em buồn quá vậy. Em quen những cái lời chửi rồi, em quen những cái lời mạt sát rồi. Hoài Hân, chào Hoài Hân. Rồi anh chị em đang mua hàng thì comment hoặc liên hệ cho Bùi Mạnh Linh giùm cho em gì nha. Thì bên Bùi Mạnh Linh xa lô cũng như là tư vấn cho mọi người. Nhanh tay lẹ chân xe live stream giùm cho em nhau gì nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người ơi, 490.000 một chai tắm trắng là cả nhà mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha mấy chị nha. Một tuần tắm sử dụng giùm em 2 lần, 15 đến 20 phút là trắng bật tông rõ rệt. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc 100%. Chứ đây là cả nhà mình sử dụng rất là an tâm nha mấy chị nha. Dạ cả nhà mình mua lẻ một chai cũng được luôn, cũng được free ship luôn nha cả nhà ơi. 490.000 một chai. Game body ban đêm và ban ngày đều đồng giá 490.000 một chai hết nha cả nhà ơi. Đó, mình thích lên hồi trước. Ủa, hồi trước ghét này lắm hả? Sao mệt ghét hoài, mệt quá mấy má ơi. Dùng bao lâu mà là trắng, dùng bao lâu là trắng. Thì bây giờ nếu mà da em xài một lần ở bật tông lên như thế này. Giờ em thấy live stream hả Nguyễn Nguyễn, ờ à, cưng quá hả. Ok Nguyễn Nguyễn ơi, xem live stream cho anh Lâm chưa. Nè quý vị, nên nó còn bị dính nè. Mọi người tắm cái này là mọi người phải tắm sạch giùm cho em nha. Tại vì nó đen đen mấy kẹt kẹt rồi nè. Ví dụ mình tắm mà mình không sạch, người ta tưởng mình ở dơ vậy mấy má nha. Tưởng dạ, trời, đất ơi sao dơ vậy. Đây là sản phẩm Hàn Quốc mấy chị ơi, cho nên là sử dụng rất là an tâm nha. Đây. Cả nhà mình ai muốn được tư vấn inbox cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em nha cả nhà ơi. Inbox cho Bùi Mạnh Linh giùm cho em, yêu anh hả? Cảm ơn anh yêu em. Anh yêu em. Anh chào em. Quần đen. Gì?
Anh xô diêu, anh chào em à. Gì? Đúng nha. A xô diêu, quên slow luôn. Hôm nay tướng đẹp hả mình ơi? Trời ơi, cái quỷ TikTok như dở cái đầu lên á. Em gửi anh á. Lên TikTok luôn. Quỷ Di Vũ á, bà nội cha nó lột da đầu của tôi. 490.000 một chai nha chị Hồng Hạnh ơi. Một chai là mình sử dụng được khoảng 2 tháng nha mấy chị nha. Cả nhà mình mua một bộ là 1.470.000. Cả nhà mình sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà. Và sau khi mình sử dụng này xong thì bây giờ mọi người hãy sử dụng cái body giùm cho em. Thì bên Bùi Mạnh Linh tấm trắng Ace Skin này thì nó có hai loại, một chai body ban đêm và một chai body ban ngày. Nhiệm vụ của chai body ban đêm là cung cấp độ ẩm cho da cũng như là làm trắng da sâu từ bên trong quý vị nha. Cái tinh chất ví như là lotion gì đó mình thoa đều lên da mà nó lập tức thẩm thấu sâu vào làn da, trong khi mà mình ngủ quý vị, mình ngủ thì lập tức cái tinh chất thẩm thấu sâu làn da và đẩy tất cả các hắc tố đen ra nhau gì nha. Còn má ban ngày, má ban ngày có nhiệm vụ gì? Má ban ngày có nhiệm vụ là chống nắng cho vị nha. Còn má ban ngoài có ban ngày đó có lớp mắt cúp cho vị luôn, và khi mình sử dụng mình đi đám cưới, đi bar, đi bia, đi búp, đi bọng đồ này nọ thì nó làm mắt cúp cho mọi người luôn, nó sẽ trắng cho mọi người cũng như là dưỡng da cho mọi người luôn. Thì mình kết hợp một bộ gồm 4 chai dùm cho em như vậy nha, 4 chai dùm cho em, đó chính là cái chai tắm trắng một lần và chai sữa tắm như là chai body ban đêm và chai body ban ngày, lập tức rất là trắng và có một làn da cực kỳ mịn màng và cực kỳ đẹp cho mọi người luôn. Nhanh tay lẹ chân, nhanh tay lẹ chân mà quẹo mà lựa, mà quẹo mà lựa dùm cho em. Bây giờ cả nhà mình đang muốn được tư vấn về cái sản phẩm tắm trắng cực kỳ hiệu quả này là inbox trực tiếp cho em Bùi Mạnh Linh giùm em được tư vấn nha mấy chị nha. Dạ, inbox cho Bùi Mạnh Linh thì bên Bùi Mạnh Linh sẽ alo cũng như là tư vấn cho mọi người rất là trắng như vậy nha. Này quý vị coi này, rồi đó coi nè, Bật tông rõ rệt 15 bật đến 20 trong phút em, nha. bật tông bật trong bật tông em đi diễn anh Trấn Thành nó trụ sao nay trắng quá vậy, sao nay ốm đẹp quá vậy thiệt. Ừ, mà nó là hàng chiếc là thuốc giả giùm anh nói vậy. 490.000 một chai nha mấy chị nha, mua được free ship toàn quốc nha cả nhà ơi. Anh đọc giả là cả thế giới biết đó Quỳnh. Sao vậy? Hôm qua diễn á, anh biết đó. Rồi. Hỏi sao biết đi. Sao vậy? Anh nói á. Ngựa ngựa. Người em nói thật quý vị, em đổi gì em nói đó à. Ừ. Cả nhà mình mua một bộ là gồm có hai chai tắm trắng và hai chai kem body ngày và đêm nha mấy chị nha. Một bộ là cả nhà mình có thể sử dụng được khoảng 2 đến 3 tháng với giá 1.470.000. Cả nhà mình mua sẽ được free ship toàn quốc và được tặng kèm theo một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha cả nhà ơi. Rồi còn chần chờ nữa mấy chị mua gì để số điện thoại giùm cho em, nó trắng đẹp lắm không quý vị nha, trắng cực kỳ mê và cực kỳ ok cho quý vị. Thì ai muốn làn da trắng, ai muốn mịn màng thì anh ta lại chân đến với sản phẩm tắm trắng Air Skin. Thì một bộ của nó là gồm 4 chai như này, là 4 chai này em đang sử dụng như vậy nha, em đang sử dụng cho nên là nó hơi đen đen, nó hơi xấu xí như thế này, mà khi mọi người mua thì nó cái hộp đẹp đàng hoàng cho mọi người luôn. Em mới khui trinh cái hộp này ra cho quý vị coi, đây là cái hộp nó đẹp như thế này, quý vị nhìn sản phẩm là biết cái chất lượng rồi không vậy, nhìn là biết chất lượng liền 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 liền. 490.000 một chai nha mấy chị nha, cả nhà mình mua sẽ được phi ship toàn quốc hết nha cả nhà ơi. Em đi Bùi đang tham gia, cảm ơn quý vị đó nhiều. MC sáng dưới sân khấu hả Thi Thi, chào Thi Thi. Nàng tên thiết gì là ai vậy, là chị của gì đó hả? Nàng tên Thi Thi, nam sinh nữ bông hoa núi rừng à, đẹp xinh đơn sơ tinh trong trắng cho đêm ướt mơ. Đẹp tên nàng tên Thi Thi, đẹp tên nàng tên Thi Thi. Ủa sao nay follow anh mất vậy? Ủa tám bữa 8 06 phải không? Năm hai tám sáu. Khởi mi triệu mấy lần mà. Ừ, thì bởi vậy em mới nhìn, em mới biết là 802. Em mới anh còn phải mấy canh nữa. Ừ, khởi mi, ừ, kệ. Ghét. Đứa nào mà follow nhiều em ghét, khởi mi em ghét nha. Khởi mi kêu mà tặng quà. Khởi mi tặng quà hả? Ừ. Mà giờ không trả lời được kìa. Kệ nó đi. Khởi mi tặng quà cho em nha, khởi mi tặng quà cho em nha quý vị nha. Quảng cáo cho bà đó bà nội. Ủa bán đồ hả anh? Nó bán làm mấy cái game rồi đó, mặc đồ game livestream cho nó đó. Hát một bài da skin đi hả? Ok vậy. Ai mua giùm sơ kiện A E C trăng lầm à. Từ lúc em đèn như một con mồi à, là con mồi đó, là sử dụng A C kiên một lần à, da trăng lầm đó mệt quá. Ừ.
Có bầu tắm được không? Dạ bầu bì bầu ơ gì cũng tắm được hết trơn hết trọi đó. Hoàng giá một bộ sử dụng trong bao lâu? Dạ chị ơi, một bộ là nó rất là bự như thế này, cái chai nó rất là bự như thế này cho chị nha, nó như một cái chai lựu đạn đó chị. Dạ nó rất là bự luôn, như một trái lựu đạn mà mình xài là khoảng 2 3 tháng mới sử dụng xong. Giá bao nhiêu? Giá là 1.470.000 là 4 chai như thế này đây, 4 chai như thế này đây. Còn nếu mọi người mua lẻ một chai thì nó có giá là 490.000. Cái như mình mua là đều được free ship toàn quốc hết nha mấy chị nha. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc 100% nha cả nhà ơi. Anh Lâm Đồng Nai hả? Đúng rồi, em là anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Chàng trai này nhà ở làng bên, bà má nó sớm hôm tảo tần. Mà giờ đây em băng AE sơ kính nè. AE sơ kính nè. AE sơ kính nè. AE sơ kính. AE sơ kính nè. À e sơ kinh a sơ kinh sạc kè e sơ kinh ính sơ kè e sơ kinh mà ính sơ kè em đã chơi với nhau tối nay mấy này tối nay kêu vàng ngoại phụ vàng với lại con gì đó nó là gì phụ của con Tiết Nguyễn lúc 9 giờ 8 giờ 30 còn 7 giờ là có chuyên viết ca sĩ Kim Cương. Tối nay luôn rồi. Quý vị tối nay là em sẽ live chung Kim Cương như vậy nha. Kim Cương 7 giờ. Anh Lâm chất quá hả? Cảm ơn vị chất hoài thần tượng của tôi đó mọi người. Cảm ơn quý vị. Cái bà Nga Trương sao hồi trước gắt này lắm hoài vậy? Không để xem anh hả? Mày là thằng bán hàng nói chuyện éo có duyên hả? Đời là giả tạo. Mày là bán hàng. Mày là thằng bán hàng nói chuyện éo có duyên. Em nghĩ anh nghĩ không, mặt em buồn nè, Buồn gì? trắng như vậy là sử dụng giùm cho em như vậy nha. Kệ tôi đi, tôi không có duyên, kệ tôi ha. Mà cũng lạ, cũng vô comment cũng lạ lùng. Hay nha, đây nè, sử dụng là mê, sử dụng là mê, rất là trắng, da mình sẽ bật tông như vậy nha. Nè gì coi nè, là sẽ khác biệt như thế này quý vị, nó khác biệt như thế này. Chụp màn hình lại giùm cho em, gửi cho Bùi Mạnh Linh nha. Anh bóc này Gì? đi chân quy điện chi vậy? Alo, Dạ, Lâm hả? nghe đây. Lâm, cái ngày Lâm coi gửi cho du lịch thứ 7 tuần tới á, là nó rớt xuống ngày 20 tháng 4 á. Lâm làm ở Trà Vinh được không? 24 Trà Vinh Làm gì? tối hai lịch hồi đây lát làm báo cho ha. Cái đó là kẹt luôn rồi Quy ơi. Làm gì Quỳnh? Kẹt rồi. Hỏi gì chút nữa làm điện à, làm live stream cái nó làm điện lại. Tài Vinh hôm qua đấu trường, cảm ơn chị, thấy Lâm đòi, thấy em đòi mọi người ơi, mọi người ơi. Lâm hề hước dễ thương ha, cảm ơn chị đó nhiều. Thì bây giờ nè, anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại nha. Chúc anh luôn thành công, cảm ơn mọi người. Dạ, cái này là tấm trắng air skin như vậy nha. Có ai ở Trà Vinh không quý vị? Có ai ở Trà Vinh không? Comment giùm cho em. Có ai ở Trà Vinh không? Nếu mà mọi người muốn thì em về Trà Vinh em diễn cho quý vị. Dì ơi, có ai ở Trà Vinh không quý vị? Thấy em không? Ngọc Dung, có ai ở Trà Vinh không? Em chào anh Lâm nha, cảm ơn quý vị rất nhiều. Mọi người comment lia lịa giùm cho em nha. Hoặc là anh chị em bây giờ muốn mua tấm trắng thì comment để số điện thoại giùm cho bên em. Thì là Zalo cho chị, cái tấm trắng này cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Xài mà không trắng thì bên em hoàn trả lại tiền cho chị luôn. Cho anh nhìn sức khỏe là công việc, càng ngày càng thích anh. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc anh thành công ha. Cảm ơn mọi người. Còn ai mua tấm trắng? Dạ em cảm ơn chị Hải Yến rất nhiều. Chị Thi Võ chấm một chấm nè. Ai ở Trà Vinh chấm giùm cho em một chấm luôn gì ơi. Ai đang ở Trà Vinh chấm giùm em một chấm. Anh Lâm để em coi tặng anh cái tích xanh trên fanpage thiệt mày. Ê tặng đi mày. Ê chết cha ba mờ đó, mười bốn đúng không, nay 13 mà công ty tại nhà luôn vậy đó hả con bé này. Trời đất cơ. Chỉ mời máy hả? Ai thương bóc công ty em liền tay, ngày hôm nay em giảm giá 50%.
Em bóc nhưng mà từ từ em mới làm. Em cọc trước. Ai ai có tặng em thích xanh không chị ơi? Em thấy ai tặng em thích xanh nè, Phúc Nguyên thiệu mày. Inbox cho anh liền. Dạ em cảm ơn quý vị Lâm Lý Lắc nè. Trời ơi bà Nam Thư này like khai trương nha. Nay khai trương mà Nam Thư nhớ gì nha. Ok vậy chào mấy anh nha. Ngầu hơn chứ bầu ha. Cảm ơn mọi người. Chào nhau cái em chào mọi người rất nhiều. Thì bây giờ ai mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên em Zalo cũng như là tư vấn cho mọi người. Nhanh tay lẹ chân ủng hộ giùm cho em nha mọi người ơi. Về trà Vinh diễn đi anh hả, có ai trà Vinh không quý vị, có ai trà Vinh không báo giùm cho em tí nữa vậy. Đang Nguyễn trà Vinh hả, he đang Nguyễn này danh cho em một bộ gì kim kim, em cảm ơn chị. Mấy chị sử dụng thử giùm cho em nha chị nha, cực kỳ hiệu quả và cực kỳ ok luôn. Dạ comment lẹ giùm cho em như chị bạn không kế lấy tinh thần vậy. Trời đó có em sầu riêng nè, để em gửi Facebook coi có việc không nữa mẹ ơi. Tính mẹ tưởng mẹ gốc mạnh. Em sầu riêng nè. Quỷ sầu riêng rồi cho tôi tích xanh. Quỷ sầu riêng phàm. Nguyên à, để em gửi Facebook coi có việc không. Con bé sầu riêng này nha, mày cho mày bán sầu riêng đi nè. Mày lo ai bán sầu riêng tới mày mùa rồi. Ê mày gửi tao 10 kg sầu riêng ăn chơi được không. Ông Quang làm ông kia mua sầu riêng hổng. Trời bớt khùng đi. Thời đời cũng ổn. Trái mà nó dẹo nhẹo 500 ngàn đó. Nói chuyện với Thương hả, ăn gì đẹp trai chứ vậy hả, ăn tấm trắng e skin. Dạ ủng hộ giùm cho em tấm trắng e skin này rất là trắng luôn. Thì mấy anh chị nào muốn ủng hộ giùm cho em để số điện thoại giùm cho em, nếu không trắng thì em trả lại tiền cho chị cũng như là hoàn trả tất cả mọi thứ cuộc đời này cho quý vị luôn. Ủng hộ giùm cho em như mọi người. Em ở Trà Vinh hả Nguyễn Tiết, cảm ơn em. Bé Trà Vinh nè, Trà Vinh là quê hương của con bé Ngọc Trinh đó quý vị. Ngọc Trinh đó hôn vừa thôi má hả, kệ tôi đi, kệ tôi đi với bà ơi. Dạ em có lỗ chân lông xài được không hả? Hả ai mà có lỗ chân lông bà, ai mà có lỗ chân lông. Tôi có vết chân chim bữa nào tôi hơi chưa nói. Yêu em mất rồi Lâm ơi, cảm ơn chị. Cô thích con diễn hài của Hoàng Lan, cảm ơn cô. Chúc anh ngày càng thành công, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì anh chị em mua hàng thì để số điện thoại giùm chị em gì nha. 490.000 một chai, một bộ là 1.470.000 như vậy nha. Cảm ơn gì đó nhiều. Nhanh tay lệ chân em nói. Dạ bây giờ cả nhà mình ai mà quan tâm về cái sản phẩm này muốn được tư vấn là inbox trực tiếp cho anh Bùi Mạnh Linh giùm em nha cả nhà ơi. Dạ anh ai mua hàng ai mua hàng thì liên hệ với Bùi Mạnh Linh giùm cho em. Thì bên Bùi Mạnh Linh Zalo cũng như là tư vấn cho mọi người. Nhanh tay lẹ chân những chị nha, rất là trắng và cực kỳ ok cho mọi người luôn. Thì còn chần chờ nữa cứ để số điện thoại giùm cho em những chị nha. Cái miệng có duyên dễ sợ hả, cảm ơn. Chá hả, chá hả, cười đẹp trai quá hả Hồng Đoàn, cảm ơn Hồng Đoàn. Hết cái ăn mới ăn tấm trắng hả? Dạ đúng rồi, em khổ lắm quý vị ơi. Thằng tự của tôi đó mọi người thấy em rồi, em thấy mọi người rồi. Không để xem anh xem chương trình hả? Cảm ơn quý vị. I love you anh love you em. Tôi thấy rồi bà Nga Trường ơi. Ok giờ mới thấy anh live stream lại nè. Đúng rồi em nha, cưng quá hà. Dạ cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhanh tay lệ chân tấm trắng Ice Skin là gồm có 4 chai. Là một chai màu đen và một chai màu đỏ và một chai ban ngày, một chai ban đêm. Thì mình kết hợp một bộ này thì dàn da mình sẽ đẹp như vậy nha. Cảm ơn quý vị. Em chúc mọi người. Dạ Trần Hà em cảm ơn chị. Châu Lê ơi ủng hộ giùm cho anh. Tóc nhìn y chang tóc thật đẹp quá anh ơi hả? Tóc thật hả? Tóc là tóc thật nhưng mà nó làm giả em hiểu không? 3 triệu cái đầu của em. Gì không? Nó rất là thật, nó gì nó thấy tóc thật của mình, nó nhìn nó rất là thật. Thấy không? Đẹp ha. Nhưng mà nó không có da đầu thôi. Không có gì? Nó không có chảy mà lượt được nhau gì nha. Chảy lượt là nó hư luôn đó. Mười bốn tuổi sử dụng được không? Thì 14 tuổi là sử dụng được không? Rồi sử dụng tuyệt vời nha. Đen là sử dụng được lên đây, an toàn lắm, an toàn lắm nha, an toàn lắm nha bà ná na, an toàn lắm nha bà ná na. Gì vậy?
Chào anh Lâm. Rồi, cho em xin giá và 490 ngàn một chai như thế này, 490 ngàn một chai như thế này. Một chai nấm trắng một lần, chai nấm trắng hàng ngày. Dạ, cảm ơn quý vị, Lâm Mỹ Lắc, cảm ơn mọi người. Trời, đẹp trai vậy má hả? Ủa chứ nhiều má. Ủa chứ nhiều. 550 chia 2 mà bà chứ nhiều má. Quyền Trinh. Tư Nha. Hùng. Nín thở. Thích anh rồi, ok Như Ngọc, con chào chú hả, mê lắm lắm ha, cảm ơn mọi người. Dạ anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em nhanh, 309 quẹo lựa giùm cho em. Cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng, chỉ cần người sử dụng là không bao giờ làm quý vị thất vọng nha mọi người ơi. Ok Nguyễn Hoàng, anh cảm ơn Nguyễn Hoàng. Anh Lâm ẹt em đi nào hả, ok em. Thảo Vân, chào Thảo Vân. Quý vị ơi, thì bây giờ anh chị em đang mua hàng thì comment cũng như là liên hệ Bùi Mạnh Linh giùm cho em nha. Cảm ơn chị Thương Trần. Chị chỗ cho em mua tóc đi hả? Không. Tôi là fan ruột của anh đó hả? Ok. Lê Lực hả? Nhìn thấy thằng này like là thấy ghét và vãi lờ hả? Bạn thấy cái mặt tôi sợ không? Thế like là coi vô liền, cảm ơn quý vị. Thôi bây giờ em sẽ kết thúc livestream tại đây. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bây giờ anh chị em mua hàng thì comment để số điện thoại giùm cho em. Nhanh tay là chân hoặc là inbox cái bồi mình lên giùm cho em. Bye bye mọi người, xin chào và hẹn lại. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Tối nay 7 giờ em sẽ live với Kim Cương. Và 9 giờ em sẽ live với Dư Thanh Vàng nha. Cảm ơn mọi người, bye bye, xin chào và hẹn lại. Tạm biệt mọi người yêu của em, tạm biệt.